SRR checkpad đây này. Compare rồi này. Ui giời, vẫn mơ 4 SLR tí. Ui giời, vẫn mini tí. Nó hơi nhiều. Nhìn thấy cả hai chán. Rồi sao ăn cái thính. Cúp 6 ăn cái thính. Cái thằng nào lên là L rồi. Không thương vẫn thương mà. Dỗi được chơi nữa à? Qua trời mưa to cũng dỗi luôn. Ai đái thật. Hơn cả đầu súng ấy. Điểm mạnh của anh là gì vậy? Nghe địch tai bé tí rồi. Nghe là như điếc luôn. Thề chúng mà đi xe lên sau lưng mà đều biết thì bắn nhau. Con nào mình thích nhỉ? Bây giờ vẫn cần Rosa. Ôi cần bán thêm à? Không ăn đủ à? Không thấy khẩu 14 đâu luôn, khó chịu. Ở nhà bán thêm nhé. Em có sai lầm với compare này, ai chọn gì không? Rồi. Còn lại dự 6 nữa đây. Ai lấy cốp nữa không? À, quên em dùng. Em đủ, em quên mất. Đủ cái gì? À không, chưa có cốp. Em sai lầm con pa em dùng được 2 súng. Em nên nào chọn tí cho xin được phớt. Ai chạy lên đây không này? Ở đây có 4 cái phớt này. Đầu súng này, đầu súng nữa này, ai thiếu không? Okay. Tức là không ai thiếu đầu súng đúng không? Không anh. Em vẫn thiếu cái cúp 6 hay chóc nhá. Đấy, anh đang cầm hàng dư 2 cúp 6 nha. Em không về đấy nữa. Em đứng đây em chắn.